Vinhomes sẽ làm nhà ở xã hội tại vùng ven tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Thông tin trên được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinhomes đưa ra tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2022 sáng ngày 12 tháng 5. Theo đó, trong vòng 5 năm tới, Vinhomes đạt mục tiêu hoàn thành 500.000 căn nhà ở xã hội trên cả nước với tổng diện tích từ 50 đến 60 hectare mỗi dự án. Mức giá bán dự kiến chỉ từ 300 triệu đồng đến 950 triệu đồng mỗi căn. Dòng sản phẩm nhà ở xã hội này sẽ có tên Happy Home. Các dự án này sẽ tọa lạc tại các vùng ven tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Trước mắt, Vinhomes sẽ triển khai dự án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.